Tây thuận là thuật ngữ được sử dụng để ám chỉ cánh tay mà bạn sử dụng thường xuyên trong đời sống thường nhật để hoạt động cũng như làm việc, vệ sinh cá nhân, vui chơi giải trí. Trên thế giới có tới 90% người thuận tay phải và 90% người thuận tay trái. Vì vậy chúng ta có thể gọi thế giới này là thế giới thuận tay phải. Vậy cuộc sống của những con người thuận tay trái, đặc biệt trong giới tuyển thủ, diễn ra như thế nào? Hãy cùng Cảm Thể Thao tìm hiểu ngay sau đây. Hầu hết những dụng cụ trong cuộc sống đều được thiết kế dành cho người thuận tay phải. Những người thuận tay trái nhận thức điều này rất rõ, nhất là ở trường học, khi các thầy cô giáo cho bạn bài học vỡ lòng rằng phải cầm bút viết bằng tay phải, gọt bút chì hướng về tay phải, cây kéo có cán cầm cho tay phải. Dường như tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều chống lại những người sử dụng tay trái. Tuy nhiên, đây thực sự là những con người kiên cường và vượt qua nghịch cảnh bằng cách thích nghi. Thay vì tha phiền và trách móc, họ sẽ tìm cách khắc phục sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Trong thể thao truyền thống, tay thuận sẽ chỉ ảnh hưởng trực tiếp đối với những môn sử dụng đôi tay như tennis, bóng chày, golf. Còn đối với thể thao điện tử, thứ đáng được quan tâm nhất đó chính là thiết bị của tuyển thủ. Những người thuận tay trái gặp khó khăn trong việc tiếp cận những sản phẩm chất lượng cao hoặc những thiết bị chơi game thật sự tốt. Giả sử bạn là một người đam mê golf nhưng chưa đủ kinh tế để sắm cho mình một bộ gậy thật xịn, may thay có một người bạn sẵn sàng cho bạn mượn một bộ gậy cũ của anh ta. Nhưng anh ta là một người thuận tay phải, làm sao bạn có thể tận dụng chúng một cách tối đa? Đây là một rào cản rất lớn, vì bạn cũng sẽ rất khó có thể mượn một bộ dụng cụ dành cho người thuận tay trái, trong khi tiết kiệm tiền để mua một bộ dụng cụ cho chính mình. Hãy chuyển qua trường hợp của game thủ. Chuột, bàn phím chắc chắn là những dụng cụ bắt buộc nếu như bạn muốn chơi game, hay xa hơn là trở thành một tuyển thủ e-sport. Nhưng thực sự rất khó để tìm kiếm một bàn phím dành cho người thuận tay trái, vì đây là một món đồ không quá phổ biến trên thị trường. Các công ty sản xuất chắc chắn sẽ ưu tiên phân khúc khách hàng thuận tay phải, vì đây là phân khúc chiếm đa số thị trường. Giá cả cho những bộ thiết bị tay trái sẽ có mức dao động rất cao, thường vượt quá khả năng chi trả của đại đa số game thủ. Hy vọng rằng trong tương lai, các công ty về thiết bị thể thao sẽ có những giải pháp để khiến cho những người thuận tay trái dễ tiếp cận hơn những sản phẩm của mình. Không chỉ những bộ dụng cụ, mà những tựa game khi sản xuất ra cũng dựa theo nhu cầu của đại đa số người chơi, là những người chơi thuận tay phải. Liên Minh Huyền Thoại là ví dụ điển hình nhất. Dù bạn có chọn vị tướng nào đi chăng nữa, những kỹ năng cơ bản của chúng sẽ luôn là Q, W, E, R. Hay với những tựa game FPS thì phím di chuyển sẽ được mặc định là W, A, S, D. Tư thế mặc định này gây ra cực kỳ nhiều bất lợi cho những người thuận tay trái. Khi tay của họ bị buộc đặt vào những tư thế không thoải mái như vắt chéo tay, cổ tay vặn vẹo và không thể thoải mái di chuyển theo ý mình. Tất nhiên, người chơi có thể chỉnh sửa nút theo ý mình, vì đa phần các tựa game hiện nay đều cho phép tùy chỉnh setting. Nhưng khi làm ra trò chơi, mọi thứ như bàn phím, chuột và setting game đã được nghiên cứu hết sức kỹ càng để cho những người thuận tay phải tận dụng tối đa. Nên dù bạn có lập nút như thế nào, chơi game bằng tay trái cũng sẽ để lại vô vàn những khó khăn. Có một trò chơi mà khán giả Việt Nam không biết đến quá nhiều, nhưng đi ngược với quy chuẩn thông thường, khi những người chơi thuận tay trái lại có lợi thế hơn so với người thuận tay phải. Chúng ta đang nhắc đến tựa game thẻ bài Magic: The Gathering. Khi những người chơi thuận tay phải xòe hoặc đánh những lá bài của mình xuống, họ có thể sẽ không nhìn thấy tất cả những thông số quan trọng như nguyên tố của lá bài, năng lượng tiêu hao. Họ có thể sẽ đánh nhầm một hoặc hai lá nào đó và dẫn đến sự thua cuộc, trong khi những người chơi thuận tay trái sẽ xòe và đánh bài với những thao tác ngược lại, và thế là họ có thể quan sát được tất cả những thông số quan trọng, chiếm lấy những lợi thế nhỏ nhất và chiến thắng. Một ví dụ nhỏ để chúng ta thấy cuộc đời không phải luôn luôn bất công với thiểu số. Những ví dụ thực tế trên cho thấy sự khó khăn đối với những người sử dụng tay trái thường xuyên. Nhưng khoa học lại chứng minh biết thuận tay trái lại như một đặc quyền mà tự nhiên ban tặng cho con người. Theo những nghiên cứu khoa học, trong cường độ bị kích thích cao, người thuận tay trái thường có khả năng xử lý tình huống tốt hơn tay phải. Ngoài ra, họ là những người có khả năng sáng tạo và lãnh đạo cực tốt. Tất cả những thứ này bổ trợ đặc biệt cho tuyển thủ thể thao điện tử, bởi đây là lĩnh vực thường xuyên phải thực hiện teamwork kết hợp với những bước đột phá để có thể giành chiến thắng. Không chỉ trong eSport, ngay cả trong thể thao truyền thống thì hội tay trái cũng có cho mình những lợi thế riêng biệt. Ví dụ như những môn thi đấu đối kháng như tennis hay đấm bốc, các vận động viên thường sẽ đối đầu với đối thủ là người thuận tay phải. Điều này
đã tạo ra trong tâm thức của họ một phản xạ vô điều kiện khi thi đấu. Để rồi, khi gặp những đối thủ thuận tay trái nhiều hơn, những phản xạ vô điều kiện này sẽ phản tác dụng mà khiến họ gặp nhiều bất lợi. Ngoài ra, những người thuận tay trái cũng sẽ có khả năng duy trì sự nghiệp của mình lâu hơn. Thông thường, chúng ta phải huy động cả hai bán cầu não khi nhiệm vụ quá nhanh và phức tạp và một bán cầu não không đủ nguồn lực để đối phó. Khi bộ não già đi, chúng ta sẽ mất đi nguồn lực ở cả hai bán cầu não. Nhưng người thuận tay trái sẽ ứng phó tốt hơn bởi việc chia sẻ nguồn lực giữa hai bán cầu hiệu quả hơn. Nguyên do là người thuận tay trái sẽ có xu hướng sử dụng thêm cả tay phải rất nhiều, trong khi điều đó gần như bất khả thi với những người thuận một tay phải. Những người thuận tay trái, hay cụ thể hơn là những vận động viên thể thao và thể thao điện tử, thật sự gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình sinh sống cũng như làm việc. Nhưng vượt lên trên tất cả, họ không chọn cách than thở hay chùn bước, mà chọn cách bước mạnh mẽ về phía trước, đứng đầu với những khó khăn và có được sự kính trọng từ tất cả mọi người. Họ thậm chí còn nhìn vào những điểm tích cực, coi đó là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho mình. Đó chính là tấm gương sáng về sự kiên trì, lòng quả cảm, sự quyết tâm cho tất cả những vận động viên thể thao. Và cả chính chúng ta cần phải noi theo. Ông trời không cho ai tất cả, nhưng cũng chẳng lấy đi của ai mọi thứ. Vì vậy, hãy cứ vững tin và bước về phía trước. Đừng bao giờ bỏ cuộc.